Thì đó, thì quay trực tiếp rồi mình mới gửi qua tao được chứ. Được đó. Dạ. Ý là nít mà con không quay, không thích quay trực tiếp. Vậy hả? Mà con quay cái video đó, con gửi qua chị ba về, chị ba đăng lên. Nha. Tao ơi, đi đâu cũng quay live chứ. Nói cho con, giờ chị ba, bỏ quên điện thoại nè. Thích tiền đó. Đi đã, sách điện thoại bỏ quên luôn. Thôi là để ngoài đường á, kêu nó lại còn á chứ không thôi. Nè, con đang quay chị ba nè. Rồi chị ba về, cái chị ba... Bảo Ngọc rồi đi đâu hết trơn, không biết đi đường nào hết trơn, biết chưa. Giờ đâu có ăn chợ. Bạn nay nó đi. Đâu, hai mẹ con mà. Bác chụp hai mẹ con đi đây nè. Bà lên đó.